Hôm trước có khách hàng hỏi em rằng là anh ơi, không biết là bên cái quỹ căn của em có căn nhà nào khoảng tầm 40 mét mà xe ô tô 7 chỗ vào được không? Bởi vì nhà anh có một con Expander, anh muốn ô tô phải vào được nhà. Thì trong video này em sẽ trả lời anh ngay với cái căn nhà này thì diện tích đúng 40 mét vuông này, hướng đông nam theo đúng ý anh này và xe Santa Fe 7 chỗ cũng vào được nha mọi người. Với cái căn nhà này thì đường ngõ thực tế đây quý vị nhá. Rất là rộng, ngõ thực tế ở trước nhà nó khoảng phải tầm 4 mét rưỡi 5 mét và đây là căn nhà này. Ngói sẽ quay gửi cho quý vị giá bán chỉ hơn 2 tỷ thôi, cụ thể là từ 2 tỷ 250 triệu đồng một căn, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Vị trí thì gần những cái gì ạ? Gần trường cấp 1 mầm non, tiểu học, cách với bán kính căn nhà này 300 mét thôi. Đó là trường ở gần với lại Phụng Châu mọi người ạ. Và cái căn nhà này cụ thể của nó là thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Mặt tiền của ngôi nhà 4m, chiều dài 10m, căn nhà này đúng vuông vắn 40m. Và thiết kế tầng 1 thông sàn để cho quý vị để xe ô tô vào trong nhà rất là hợp lý. Đường ngõ thông, thoáng. Với cái căn nhà này giá bán cả nhà và đất là 2 tỷ, từ 2 tỷ 250 triệu đồng một căn mọi người nhé. Và đây là cái phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng và chia sẻ với mọi người. Thì nó đang vào phần hoàn thiện những cái khâu cuối cùng. Đây là phần tầng 1, hệ thống tầng thạch cao, đèn led chiếu sáng, sơn là đều đã được thiết kế xong đầy đủ hết cho quý vị. Tầng 1 thì ngoài ra thiết kế phần tủ bếp nữa, nhưng mà tủ bếp thì chưa lắp mọi người nhé. Đó, và với cái căn nhà này thì ưu ái riêng của nó là lô góc, cho nên cửa sổ mở ra được phía bên ngoài rất là thoáng. Phần ở dưới tầng 1 thì thiết kế xong hết cho mình gạch lát nền này, rồi là hệ thống trần thạch cao này. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao nó khoảng tầm 1,5 cây mọi người ạ. Đó, còn xung quanh thì những cái tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ hết cho quý vị. Đi căn nhà này phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Và xe thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, với cái căn nhà này mặt tiền của nó rộng cho nên xe ô tô vào nhà thoải mái. Và chủ nhà thì cũng cố gắng thiết kế cho mình tầng 1 là thông sàn, hệ thống cửa cuốn điện rất là hợp lý. Tầng 1 thiết kế phòng vệ sinh ở đây nữa, ở phần cuối góc cầu thang này, hợp lý lắm. Đây là cái phần tủ bếp, sau này thì chủ nhà sẽ lắp cho mình. Nói chung nhà những cái căn như thế này mà Ngọc Ánh không quay lên thì hơi tiếc mọi người ạ. Bởi vì là đang là trả lời cho một cái câu hỏi của khách hàng hôm trước có hỏi em. Thì trong video này phải chờ trả lời ngay cho mọi người. Còn đây là cầu thang đi lên, mời quý vị theo em lên gặp vào các tầng phía trên của ngôi nhà. Căn nhà này thì thiết kế 4 tầng 40m cho nên các tầng trên thiết kế ra sao, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cầu thang giữa cho nên thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây, cửa sổ đây, hệ thống trần thạch cao đều thiết kế xong cho quý vị rồi. Tầng 2, chủ nhà có thiết kế ở cái phần cầu thang này cho quý vị. Nếu như có con em đi học thì thiết kế một cái bàn học ở đây tương đối là hợp lý. Cái nhà này thì còn phần sàn gỗ nữa, chưa lắp đặt xong mọi người ạ. Cho nên quý vị đang nhìn hiện trạng của ngôi nhà. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên ngoài, hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Với cái view đằng trước thì toàn là cây mọi người ơi. Rất là yên tĩnh, nhiều cây xanh. Nếu như quý vị nào mong muốn cái khu vực yên tĩnh này, đường ngõ thông thoáng thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà này, diện tích rộng, xe ô tô vào nhà. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ. Về những cái này thì đều chưa lắp đặt mọi người nhé. Đó, khi nào mà hoàn thiện xong hết chỉnh chu rồi thì Ngọc Ánh lại quay một lần nữa để giới thiệu tới quý vị. Còn hôm nay trong video này Ngọc Ánh sẽ chỉ quay sơ qua cho quý vị thôi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Như vậy với cái căn nhà này 4 phòng ngủ riêng biệt quý vị nhé. Quan trọng nhất là tất cả những cái căn Ngọc Ánh quay review giới thiệu cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy pháp, về những cái giấy phép mọi cái đều đầy đủ hết cho quý vị yên tâm. Đó, pháp lý là phải chuẩn 100% thì Ngọc Ánh mới nhận bán nha mọi người. Còn nói chung là nếu như mà làm vi bằng hay là làm những cái giấy không giấy tờ mà nhà đất không sổ thì em không làm, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Những cái căn em đã quay và chia sẻ tới quý vị, kể cả là một lô đất nhỏ thì tất cả đều phải sổ đỏ chuẩn thì em mới quay và review cho lên kênh. Cho nên quý vị nào có tham khảo ở kênh của em lâu rồi thì hoàn toàn yên tâm, không phải đặt ra những câu hỏi là nhà này có sổ không hay là pháp lý chuẩn chỉnh không thì mọi người
không phải hỏi cái câu đấy đâu. Bởi vì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng mà em quay và gửi cho quý vị toàn bộ là sự thật. Mời quý vị em lên tầng 4 của ngôi nhà, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và phần tầng 4 của ngôi nhà là đây, thiết kế cho quý vị tương đối là hợp lý, ổn áp. Đây là cái khu vực để máy giặt riêng quý vị nhé. Sàn thoát nước, ống chờ điện vào này. Và đây là một cái phòng riêng nữa. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Như vậy với cái căn nhà 40m này, thiết kế 5 phòng ngủ riêng, 5 phòng riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, là nếu như quý vị nào có xe thì thiết kế ở phần tầng 1. Còn lại là phần sân phơi ở đây, rất là rộng. Giá bán từ 2.250.000 một căn, tương đối là hợp lý cho một ngôi nhà cả nhà và đất và giá bán như thế này. Xung quanh dân cư đông đúc. Đấy. Chợ, trường, phường, trạm, tiện ích, mọi cái sinh hoạt xung quanh đều đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, được đi xem nhà và cũng như là được tư vấn free thì liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0931 3403 hoặc 0881 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.